Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng vừa ký ban hành văn bản số 2641 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan các dự án trọng điểm quốc gia. Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu quy hoạch phát triển thành phố Long Thành là thành phố sân bay thẩm định hồ sơ các trụ sở cơ quan quản lý nhà nước thuộc dự án thành phần 1 làm cơ sở để triển khai, đáp ứng tiến độ chung của dự án. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ủy ban dân huyện Long Thành ra soát các đối tượng cần chuyển đổi nghề, bố trí lao động, ưu tiên đào tạo nghề, tuyển dụng, tạo việc làm, sinh kế để giải quyết chế độ cho người dân tái định cư theo quy định. Cùng với đó, huyện Long Thành cần khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho các chủ đầu tư. Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan đề xuất bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án khác trên địa bàn vào khu dân cư tái định cư Lộc An Bình Sơn. Đồng thời tổng hợp tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 30 tháng 3 năm 2024.